Chào mừng quý vị đến với chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, một trong những vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian vừa qua là việc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 09 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02 về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo hướng nới lỏng hơn. Điều này đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi rằng liệu thông tư số 09 có tạo kẽ hở để các ngân hàng thương mại có thể lách luật, tiếp tục che giấu nợ xấu hoặc cho vay không đúng tiêu chuẩn. Ý kiến khác lại cho rằng thông tư 09 ra đời là hợp lý nhằm tránh những cú sốc không cần thiết cho nền kinh tế nếu như vòng kim cô của thông tư số 02 siết chặt ngay lập tức. Chương trình Tạp chí Ngân hàng số tuần này sẽ dành thời lượng để bàn về những nội dung sửa đổi trong thông tư số 09 là lợi hay là hại đối với nền kinh tế nói chung cũng như đối với ngân hàng và doanh nghiệp nói riêng. Nhưng trước hết, xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin nổi bật về hoạt động của ngành ngân hàng tuần vừa qua. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Việt Nam quý 2 năm 2014. Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, môi trường và thực trạng kinh doanh của ngành tài chính ngân hàng trong những tháng đầu năm 2014 đang có những chuyển biến tích cực so với năm 2013. Cụ thể, số tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh của họ ở thời điểm hiện tại là tốt, tăng từ 29% trong cuộc điều tra trước lên 53% tại cuộc điều tra này. 46,5% tổ chức tín dụng đánh giá là bình thường. Xu hướng cải thiện tiếp tục được các tổ chức tín dụng kỳ vọng trong quý 2 và trong cả năm 2014. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục ở trạng thái tốt đối với cả Việt Nam đồng và ngoại tệ. Theo khảo sát gần đây của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, có 65,2% doanh nghiệp trong diện điều tra có nhu cầu vay vốn của ngân hàng, trong khi tỷ lệ này của năm 2012 là 57,3%. Trong số 34,8% doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn, thì có 40,5% lượt doanh nghiệp nêu lý do vì lãi suất vẫn rất cao, kinh doanh không đủ hiệu quả để trả lãi. 21,1% do thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, 18,6% do đã tìm được kênh huy động vốn khác, 19,1% do nguyên nhân khác, chủ yếu là do không có nhu cầu vay vốn, và chỉ có 2,7% là do đang có nợ xấu nên không vay được vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến tháng 3, tín dụng đã tăng khoảng 1,35% so với tháng 2, sau khi tháng 1 giảm 0,55%, tháng 2 giảm 0,65%. Lý giải nguyên nhân tín dụng tăng chậm trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết là do một số ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh có tính mùa vụ nên chưa có nhu cầu vay vốn ở các tháng đầu năm. Bên cạnh đó, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn yếu, nhiều doanh nghiệp không có đủ điều kiện vay vốn. Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự dịch chuyển theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên như xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 12 quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định, doanh nghiệp được phép vay nước ngoài để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư của mình, của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp chỉ áp dụng với vay chung và dài hạn. Giới hạn mức vay trong trường hợp này là tổng kim ngạch đi vay không vượt quá tỷ lệ vốn góp vào doanh nghiệp tham gia góp vốn. Doanh nghiệp cũng có thể vay nước ngoài để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của mình mà không làm tăng chi phí vay. Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đã mua được 3.929 tỷ đồng nợ gốc từ các tổ chức tín dụng. Đó là tổng giá trị của 169 khoản nợ được công ty này mua từ 10 tổ chức tín dụng tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, trong đó có một tổ chức tín dụng quốc doanh. Tổng giá trị trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành để mua số nợ này là 3.048 tỷ đồng. Như vậy, từ khi ra đời, công ty này đã mua tổng cộng khoảng 42.829 tỷ đồng nợ gốc của các tổ chức tín dụng Việt Nam từ gần 40 tổ chức tín dụng. Theo kế hoạch của năm 2014, VAMC sẽ mua 70.000 tỷ đồng nợ xấu, theo đó quý 1 mua vào 10.000 tỷ đồng, quý 2 mua 20.000 tỷ đồng. Thông tư số 09 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành vào ngày 18 tháng 3, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02 năm 2013. Thông tư 09 bổ sung quy định tổ chức tín dụng thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC phát hành để mua vào nợ xấu.
các ngân hàng định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản bảo đảm phù hợp với giá trị thị trường khi tính số tiền phải trích lập dự phòng cụ thể. Bổ sung quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ được kéo dài đến ngày 1 tháng 4 năm 2015 và đặc biệt chỉ được thực hiện một lần duy nhất. Đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ. Đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu hồi, Thông tư 09 quy định những khoản này phải phân loại tối thiểu vào nhóm 3 và tùy theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu hồi, theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 tương ứng. Cuối cùng là sửa đổi bổ sung quy định về việc điều chỉnh kết quả phân loại nợ theo kết quả phân loại của Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa phải thực hiện quy định này cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2014. Tuy nhiên, trong thời gian chưa áp dụng, các ngân hàng vẫn phải tự phân loại nợ và gửi kết quả cho CIC để tổng hợp và giám sát. Một trong những khác biệt nổi bật trong Thông tư 09 đó là bổ sung cơ chế cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ mới đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2015. Điều này cũng đồng nghĩa với cánh cửa tín dụng sẽ không hoàn toàn khép lại với những doanh nghiệp đang có nợ xấu tại các ngân hàng thương mại. Dòng vốn tín dụng liệu có được khơi thông mạnh mẽ hơn trong thời gian tới nhờ quy định này hay không? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Thông tư 09 sửa đổi bổ sung cho phép các tổ chức tín dụng chưa phải thực hiện điều chỉnh kết quả phân loại nợ theo kết quả phân loại nợ của CIC đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có nợ xấu tại một ngân hàng chưa bị nhảy nhóm nợ tại tất cả các ngân hàng. Như vậy, doanh nghiệp có thể tiếp tục tiếp cận khoản vay để phục hồi sản xuất. Về phía doanh nghiệp thì tất nhiên rồi là chúng ta gia hạn là được kéo dài thời gian như vậy thì chắc chắn là có thể là cái nợ xấu của chúng ta chưa xuất hiện. Và như vậy thì vấn đề tiếp cận vốn của doanh nghiệp có thể vẫn có. Nhưng ta nhớ là tiếp cận vốn thôi. Vấn đề về những cái điều kiện để vay vốn chắc có thể là không nới lỏng được. Bởi vì ngân hàng đang tái cơ cấu lại nợ xấu thì chắc chắn không muốn gia tăng cái nợ xấu mới. Thứ hai nữa là đối với doanh nghiệp là vấn đề về cái lãi suất phạt. Chuyển qua nợ quan thì lãi suất phạt nó sẽ khác. Thì cái đó cũng là một cái phần để hỗ trợ được doanh nghiệp. Mà vấn đề của doanh nghiệp hiện nay là vấn đề là vẫn giữ được cái lãi suất cũ hoặc là sẽ giảm theo lãi suất mới ở mức độ thấp hơn. Đó là lợi thế cho doanh nghiệp thôi. Các ngân hàng có thêm thời gian, có thêm cái điều kiện để có thể xem xét lại một lần nữa các khoản nợ của mình và làm sao để tái cấu trúc các cái khoản nợ của khách hàng, đảm bảo cho các cái khoản nợ vay, cái khối nợ, cái dư nợ vay nó lành mạnh hơn và ít các khoản nợ xấu hơn. Đấy là cái được. Hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế mới đi qua đáy, bước qua khủng hoảng, thì việc áp dụng ngay thông tư 02 sẽ là một khó khăn rất lớn. Thông tư 09 hiện đang rất được các ngân hàng và doanh nghiệp quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng sẽ là đòn bẩy khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế. Cái việc mà thông tư 09 này hoãn lại một số những cái quy định của thông tư 02 tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các ngân hàng thì nó cũng đóng góp một phần nào trong cái việc mà tăng trưởng tín dụng, tại vì nếu mà các doanh nghiệp nếu mà rơi vào trong nợ xấu thì họ không thể vay mượn được nữa. Thành ra nếu mà các doanh nghiệp nào mà được không bị chuyển nhóm mà giữ được ở cái nhóm chẳng hạn như nhóm nợ bình thường hoặc là nhóm 2 thì chưa rơi vào nợ xấu, mà nếu mà chưa rơi vào nợ xấu thì vẫn có thể tiếp tục vay tiền của các ngân hàng được. Thì đâu đó nó cũng ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng và giúp các doanh nghiệp tiếp tục vay. Thế nhưng mà nỗi cái thông tư 09 không phải là cái đòn bẩy để mà làm tăng trưởng tín dụng. Như vậy về mặt dài hạn thì thông tư 09 chỉ hỗ trợ chứ không quyết định được tăng trưởng tín dụng. Vấn đề mấu chốt vẫn là phải phương án kinh doanh cũng như mục đích sử dụng dòng vốn của các doanh nghiệp. Qua một thời gian dài tín dụng của hệ thống ngân hàng sụt giảm là do dòng tiền chưa được kiểm soát để đưa vào nền kinh tế, phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh. Như vậy thì có nghĩa là doanh nghiệp mà cái hiện tượng bên ngoài ấy, chúng ta có thể nhìn nhận là ngân hàng và doanh nghiệp cũng dễ thở hơn trong cái việc là trước cái áp lực về đảo nợ, trước cái áp lực về
về nợ xấu, vân vân. Còn nếu mà để cho doanh nghiệp có khả năng tiếp cận được dòng vốn cũng như là ngân hàng có thể giải ngân cho doanh nghiệp ấy, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái phương án và cái mục đích vay vốn của doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta biết là một thời kỳ dài chúng ta đã vi phạm những nguyên tắc đấy. Thế nên là bài học ngân hàng là ngân hàng e rè hơn trong giai đoạn này. Không phải là ngân hàng không có nhu cầu giải ngân, nhưng mà trên thực tế cái số lượng tiền giải ngân ấy, của quý 1 vừa qua ấy, là không cao. Chính vì bởi vì lý do đó. Có thể thấy thông tư 09 ra đời nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn có cơ hội vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh và tránh gây đổ vỡ, gây những cú sốc đối với nền kinh tế. Nhưng để có thể đứng vững, bản thân các doanh nghiệp phải chủ động nâng cao hiệu quả đầu tư. Có như vậy, dòng vốn tín dụng mới đi đúng hướng, tạo hiệu quả cho nền kinh tế. Cần phải giải quyết dứt điểm nợ xấu, đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng. Nhưng với quy định mới trong thông tư số 09, có nhiều ý kiến cho rằng quá trình minh bạch nợ xấu của các ngân hàng sẽ bị trì hoãn, ẩn số nợ xấu sẽ càng thêm bí ẩn. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời trong phóng sự sau. Nhiều lo ngại rằng nợ xấu tiếp tục được che giấu sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 09. Với sự đổi quan trọng nhất chính là cho phép các tổ chức tín dụng chưa phải điều chỉnh nhóm nợ có rủi ro cao nhất. Điều này cho phép các ngân hàng có thể tiếp tục cho vay khách hàng. Tuy nhiên kèm theo đó, con số nợ xấu của ngân hàng cũng trở nên thiếu minh bạch. Cái điều này làm cho các ngân hàng sẽ có một cái động thái tương đối là trì trệ trong cái việc mà xử lý các khoản nợ. Thường các ngân hàng phải dựa vào cái sự phán đoán của mình hoặc là dựa thông qua những cái kênh chính thức, ví dụ báo cáo tài chính để đánh giá tình hình doanh nghiệp. Chứ ít khi có những cái luồng thông tin mang tính chất là áp sát theo từng tuần, từng tháng, từng năm với doanh nghiệp. Và điều này thì tôi cho rằng là ngân hàng cũng rất là khó đánh giá được cái khoản nợ đó là có thực sự là xấu và xấu ở mức độ nào hay không. Thế cho nên rằng là nếu như cái việc này mà vẫn không được làm triệt để ở cái góc độ quản lý các cái hệ thống tài chính, ví dụ như ngân hàng, thì tôi cho rằng là cái gánh nặng về nợ xấu có thể vẫn sẽ không được giải quyết, hoặc là sẽ phải giải quyết trong một thời gian khá là dài. Mặc dù vẫn còn những quan ngại, nhưng theo thông tư 09 cũng được đánh giá là cơ sở giúp các ngân hàng thương mại nợ xấu theo một lộ trình. Hơn nữa, bản thân các ngân hàng hiện nay cũng rất ý thức về gánh nặng nợ xấu, bởi chất lượng tín dụng là vấn đề sống còn, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của các ngân hàng. Thì cái việc mà lợi dụng cái thông tư này để mà không chuyển nhóm nợ cũng như là giữ cái tỷ lệ nợ xấu thấp tại một số ngân hàng, cái chuyện đó cũng có khả năng xảy ra. Nhưng mà có lẽ chúng ta cũng phải tin tưởng là các ngân hàng họ làm theo đúng quy định của Ngân hàng Trung ương, đúng theo cái tinh thần của thông tư 09, tức là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời cho các ngân hàng, và các ngân hàng tuân thủ tất cả những cái quy định của Ngân hàng Trung ương. Thành ra cái khả năng mà có những ngân hàng nào đó lợi dụng thì có thể xảy ra. Thế nhưng mà có lẽ chúng ta cũng phải có một cái sự tin tưởng là các ngân hàng tuân thủ những cái quy định chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương. Đúng là ngành ngân hàng Việt Nam đang rất cần cái sự minh bạch hóa về mặt thông tin, nhất là số liệu nợ xấu của các ngân hàng công bố. Bản thân có rất nhiều cái số liệu mà chúng ta có thể tham khảo là nó cho thấy một cái thực chất của nợ xấu ngân hàng nó là rất cao hơn số liệu mà chúng ta có thể nắm được. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cho rằng là bản thân cái quy định hiện hành ấy, nó chỉ là một cái bước mà chúng ta phải lùi một bước để thừa nhận cái thực tế, để chúng ta mong đến thiết lập những cái chuẩn nhưng mà trong những giai đoạn phù hợp. Tôi nghĩ rằng cái góc độ ỷ lại các ngân hàng ấy thì nó không đáng lo ngại, bởi vì là cái đáng lo ngại ấy là những cái bài học mà các ngân hàng đang phải gánh chịu rồi. Trước nhiều ý kiến phản hồi về việc thông tư 09 sẽ làm chậm tiến độ xử lý nợ xấu và không thể hiện rõ bức tranh nợ xấu của nền kinh tế, thì theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thông tư 09 là rất chặt chẽ. Các ngân hàng thương mại để được giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 09 thì phải đáp ứng được những điều kiện vô cùng chặt chẽ và không dễ lách hay che giấu nợ. Đồng thời, các ngân hàng thương mại phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Cái thông tư 09 nó quy định rất chặt chẽ. Một số các cái nội dung của thông tư 02 cũng thì được gọi là giải thích và cũng được coi như là quy định rất rõ trong cái thông tư 09. Và các cái khoản nợ xấu, các cái khoản mà gọi là trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đều đã được quy định. Như chúng tôi nói là nó là một cái vấn đề mà gọi là ban hành những cái quyết định rất là quan trọng trong vấn đề phân loại tài sản có
phạm vi phân loại rồi tiêu chí để phân loại tài sản có, và cái quan trọng hơn nữa là sử dụng các cái thông tin dự phòng từ trung tâm thông tin tín dụng để mà trích lập và phân loại nợ nhân dân. Thì có thể nói đây là một cái quy định rất là chặt chẽ và có không còn cái cửa hẹp nào để cho các tổ chức tín dụng hay là các doanh nghiệp để lách. Có thể nói sự có mặt của thông tư 09 là thước đo để các ngân hàng tự nhìn nhận, xem xét lại sự công khai và minh bạch nợ xấu của mình. Các ngân hàng cần nỗ lực để quản lý công tác tín dụng chặt chẽ và an toàn hơn để dòng vốn được đưa ra sử dụng một cách thật hiệu quả. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng cần có những cơ chế giám sát chặt chẽ và biện pháp mạnh mẽ để theo dõi hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Thông tư số 09 năm 2014 ra đời thay thế cho thông tư số 02 năm 2013 về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro sẽ tác động như thế nào tới quá trình tái cơ cấu của các ngân hàng thương mại? Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Phấn đấu đến năm 2015, hình thành được 1 đến 2 ngân hàng thương mại nhà nước đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh. Đây là mục tiêu được đặt ra trong đề án tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 đến năm 2015 đã được chính phủ phê duyệt. Muốn vậy, các ngân hàng phải sớm hoàn thiện và tiệm cận dần với các tiêu chuẩn thế giới. Nhưng với việc thông tư số 09 cụ thể hóa nới lỏng điều kiện của thông tư số 02 về cơ cấu lại nợ, thì vấn đề đặt ra là liệu việc lùi thời hạn áp dụng một số điều kiện sang năm 2015 có làm chậm đi quá trình tái cơ cấu lại các ngân hàng thương mại hay không? Nhất là khi Ngân hàng Nhà nước đã xác định thêm ít nhất là 8 ngân hàng thương mại yếu kém cần được tái cấu trúc lại từ nay cho đến năm 2015. Việc chậm áp dụng các quy định chặt chẽ như thông tư 02 ban đầu sẽ làm tỷ lệ nợ xấu ở dưới mức theo chuẩn quốc tế và sẽ lại có sự khác biệt lớn giữa số liệu của các nhà phân tích và Ngân hàng Nhà nước công bố. Và điều đó sẽ là không tốt, sẽ làm gia tăng rủi ro cho hệ thống, gia tăng sự chắc chắn cho hệ thống và sẽ ảnh hưởng tới quyết định của các nhà đầu tư nước ngoài khi họ muốn tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam, cũng như ảnh hưởng chính tới quá trình tái cấu trúc của các ngân hàng thương mại. Các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam, nhưng họ sẽ chỉ đầu tư khi những thông tin mà các ngân hàng công bố phải thực sự minh bạch và chính xác. Mặc dù vậy, trong bối cảnh hoạt động nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động ngân hàng còn gặp nhiều rủi ro và bất chắc, niềm tin vào hệ thống chưa thực sự khôi phục, thì việc nới một số điều kiện có thể sẽ giúp cả ngân hàng và doanh nghiệp có thêm thời gian để khôi phục sản xuất, trả nợ cũ, góp phần giảm thiểu tình hình nợ xấu trước khi chính thức áp dụng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế. Cái điểm được của cái việc mà nới lỏng này đó là các ngân hàng có thêm thời gian, có thêm cái điều kiện để có thể xem xét lại một lần nữa các khoản nợ của mình và làm sao để tái cấu trúc các cái khoản nợ của khách hàng, đảm bảo cho các cái khoản nợ vay, cái khối nợ, cái dư nợ vay nó lành mạnh hơn và ít các khoản nợ xấu hơn. Đấy là cái được. Tôi cho rằng là đi từ góc độ bản chất của thông tư 09 ấy, thì rõ ràng là chúng ta thấy là đây có lẽ phải gọi là hoạt động một bước lùi để mong có những bước tiến nó xa hơn một chút của phía Ngân hàng Nhà nước. Nó xuất phát từ việc là cái thông tư 02 ấy, là đưa ra những cái chuẩn mà thực sự là hiện đại, quản trị rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng ứng với cả tình hình Việt Nam vào thời điểm này thì nó chưa khả thi. Do vậy thì thông tư 09 ấy là một cái bước mà hợp lý hóa về mặt thực tiễn trong áp dụng pháp lý và quản trị rủi ro như phân loại nợ, hạch toán nợ, rồi trích lập dự phòng đối với ngành ngân hàng, sao cho ngân hàng và doanh nghiệp cũng dễ thở hơn một chút. Thế thì đánh giá về cái này thì nói về ý nghĩa bản chất của cái thông tư 09 nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì nếu nói về cái việc là tác động vào cái hoạt động M&A của ngân hàng ấy, thì tôi cho rằng là nó cũng chỉ là một trong các cái hiệu ứng nhỏ thôi. Rõ ràng là nó cũng để mà tránh coi như là nó gây có thể gọi là mức độ biến động quá lớn, cũng như là có thể nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến cái việc là cung cấp tín dụng cho nền kinh tế khi mà nợ xấu nó bị tăng lên. Thì tôi nghĩ rằng ngân hàng nước cũng có thể tiếp tục có một cái lộ trình nho nhỏ hơn, có nghĩa là trong cái thông tư 02 đấy, thì có thể có một số những cái điều kiện điều khoản chúng ta sẽ có cái lộ trình khác đi một chút so với cái quyết định ban đầu. Để một mặt thì vẫn hiện nhất quán ngân hàng nhà nước là quyết tâm áp dụng,
Mặt thứ hai là cũng có lộ trình để cũng tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng, cho doanh nghiệp. Và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang muốn khôi phục cái niềm tin, khôi phục cái tăng trưởng kinh tế. Thực tế, thông tư số 09 nới lỏng một số điều kiện của thông tư số 02 chưa hẳn đã cho phép các ngân hàng dễ thở. Với việc thông tư số 09 quy định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần, trong khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng được các quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của ngân hàng nhà nước, thì bản thân các ngân hàng chắc chắn sẽ phải xem xét đến việc tự cơ cấu lại nhằm nâng cao cách quản trị hiệu quả cũng như chất lượng hoạt động của ngân hàng. Thông tư 09 có những điều kiện nới lỏng, nhưng nới lỏng cần phải đi đôi với sự thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động cơ cấu cũng như xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Có như vậy, thông tư 09 mới đạt được hiệu quả và tránh rủi ro cho hệ thống tài chính. Để thông tư 09 đạt được hiệu quả, cần phải có cơ chế giám sát chặt chẽ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, bảo đảm kiểm tra, giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Chúng ta biết rằng cái việc mà rời lại một số những quy định của thông tư 02 qua thông tư 09 là một cái có thể nói là việc nới lỏng cái chính sách tín dụng của ngân hàng trung ương theo một nghĩa nào đó. Thế thì cái việc nới lỏng đó phải đồng bộ với cái việc mà giám sát của ngân hàng trung ương là giám sát cái việc tuân thủ tất cả các quy định, các tỷ lệ thanh khoản cũng như là các chính sách và các giao dịch tín dụng cần phải được tuân thủ theo những quy chuẩn của quản lý rủi ro tín dụng. Thành ra cái việc mà ngân hàng trung ương một mặt thì có thể nói là nới lỏng một chút để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và ngân hàng, nhưng một mặt khác phải siết lại bằng cách là giám sát một cách mạnh mẽ để bắt buộc các ngân hàng phải tuân thủ và không đưa đến cái tình trạng lợi dụng cái thông tư 09 đó. Thành ra tôi nghĩ rằng việc giám sát chặt chẽ các ngân hàng là điều kiện tiên quyết để mà thông tư 09 có thể thực hiện được một cách nghiêm chỉnh và đúng. Cũng có ý kiến cho rằng ngân hàng nhà nước nên xem xét lại việc quy định về tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thay vì 3% như hiện nay thì có thể nâng lên một mức mới. Có như thế, ngân hàng sẽ không còn nghĩ đến việc che giấu nợ xấu. Hiện nay là cái tỷ lệ nợ xấu mà trong lĩnh vực ngân hàng thì có thể chấp nhận được, tồn tại ở một số văn bản ấy, là cái mức manh quanh về 3%. Thế thì hoàn toàn là cái chuẩn thiết lập nợ xấu ngân hàng ấy, cũng có thể xem xét là nâng lên một cái mức phù hợp với hiện trạng hiện nay của ngân hàng. Để từ đó các ngân hàng thấy tự tin hơn trong cái việc là công bố minh bạch hóa cái thông tin trong chính nội bộ mình. Cái thứ hai là chúng ta bổ sung những cái chế định để cho là ngân hàng cũng như doanh nghiệp có cái quyền là thương lượng thỏa thuận về những cái biện pháp xử lý nợ mà nó dứt điểm và nó nhanh hơn. Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước khẳng định để được giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 09, các ngân hàng phải đáp ứng được những điều kiện vô cùng chặt chẽ và không dễ để lách hay che giấu nợ. Ngoài việc tăng cường thanh kiểm tra, ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo định kỳ về hoạt động tín dụng nhằm minh bạch nợ xấu. Yêu cầu tất cả các tổ chức tín dụng định kỳ phải gửi báo cáo cho ngân hàng nhà nước kết quả phân loại nợ, kết quả trích lập dự phòng trên cơ sở phân loại nợ và kết quả sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Về phía các tổ chức tín dụng cần phải chủ động, trung thực trong việc phân loại và xử lý nợ. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, thì cơ chế pháp lý rõ ràng, sự phối kết hợp giữa các bên có liên quan cần được nhịp nhàng hơn nữa, tạo điều kiện để nhanh công tác xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Ngân hàng yêu cầu tổ chức tín dụng là phải phân loại nợ một cách đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật, tích cực chủ động để thu hồi nợ đến hạn và quá hạn. Để đang rất cần những cái cơ chế pháp lý cũng như cách hành xử của các cơ quan lĩnh vực, không chỉ là quản lý nhà nước về lĩnh vực ngân hàng mà cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp, ví dụ như là trong việc xử lý tài sản bảo đảm, thì để mà khắc phục nợ xấu thì hiện nay bị cản trở với rất nhiều cái về thủ tục hành chính từ phía các cơ quan nhà đất, mà do là thiếu sự phối hợp giữa ngân hàng nhà nước, giữa Bộ Xây dựng, giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và các cơ quan trong cái việc là thúc đẩy nhanh cái tiến độ sang tên cũng như là chuẩn hóa và hợp lý hóa cái việc là
tính đồng bộ của quy định về bảo đảm và quy định về hành chính lĩnh vực quản lý nhà đất. Điều này cản trở ngân hàng xử lý rất nhiều tài sản bảo đảm. Thông tư 09 đã giúp các ngân hàng thương mại giảm gánh nặng với nợ xấu, vì nếu thực hiện theo thông tư 02 thì con số này sẽ tăng cao. Nhưng khi bài toán nợ xấu còn đó và chưa có gì khẳng định số nợ được thoát khỏi danh mục có xứng đáng hay không, thì Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường thanh tra để xác định chính xác sức khỏe của các ngân hàng thương mại và có giải pháp kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Ngân hàng số tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.